Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên ấn thích cũng như là đăng ký và ấn vào cái chuông để mà nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách về những Pokemon hệ thép nha các bạn. Đó, chúng ta có 4 em. Mình sẽ cần đi vào cái hội quán hệ bọ này để mà luyện cấp chúng nó luôn nha. Trước tiên là bộ cái heo một phát coi. Đó, lại gặp cái ông huấn luyện viên quen thuộc này. Ok, lava lâm đó các bạn à. Đó, để mà hủy một skill protect của nó. Ok, phá được rồi. May nè con. Và con cuối cùng chúng ta sẽ xử rất là nhanh thôi các bạn ơi. Đó, những công việc này chúng ta làm rất là nhiều lần rồi. Rồi, rính thôi, mém tí là tôi quá lố rồi. Oh, và ở đây nó đã có một cái con Kling, nó đã tiến hóa rồi nè các bạn ơi. Đây, con này là hai cái bánh răng hả? Nhìn rất là đẹp luôn. Nó xây rất khá là đều các bạn ơi. Và nó tiến hóa lên ba bánh răng luôn. Wow, khá xịn. Và đây là clan nha các bạn. Kling clan. Ba cái bánh răng luôn. Nó có cái con mắt luôn kìa. Rất đẹp các bạn ơi. Ok, mình sẽ luyện cấp tiếp thôi. Đó, lại là cái con này. May nè con, cho nó ăn một cái tuyệt kỹ Z liền các bạn ơi. À, và cái con Clyrin của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi kìa. Nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Để chúng ta coi nào. Ây da, nó cho cái skill gì mà ở trên trời rơi xuống ghê quá vậy. Thôi, mình học được skill mới nè. Thay liền các bạn ơi. Đó, rinh được rồi. Và lần này lại rinh nó đang tiến hóa các bạn ơi. Nhìn khá là gai góc ta. Và có rất là nhiều cái lỗ trên người nè. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Và đây là con Arin nha các bạn. Con này nó có thể tiến hóa Mega được. Rồi mình sẽ thay bằng skill Metal Sound này đi. Đó, Arin này nó có thể tiến hóa Mega được đó các bạn ơi. Và nhìn nó khá là to. Để mình coi thử cái kích thước nào. Kích thước run hả? Là cái kích thước nhỏ nhất luôn. Nhưng mà sao nó bự quá vậy? Nhưng mà cũng không sao bạn ơi. Arin của mình nó có cộng speed. Nó sẽ tăng tốc độ hơn. Quá đã luôn. Kích thước cũng không thành vấn đề đâu. Rồi mình sẽ tiếp tục luyện cấp tiếp đi. Rose Ray hả mày? Rất là gọn luôn các bạn ơi. Wow. Mấy cái con bên kia, mấy con khác á, nó đang lên cấp ké theo luôn kìa. Quá đã luôn. Trời ơi. Rồi, gọn. Quá là gọn luôn. Và em này thì ăn một skill quả cầu lửa đi. Ok. Vẫn chưa có con gì tiến hóa bạn ơi. Thì mấy con còn lại á, nó đang đòi hỏi level rất là cao để mà tiến hóa. Chắc chúng ta sẽ đứng đây và luyện một tí luôn nha các bạn. Đó, không thành vấn đề gì hết. Mình sẽ đứng đây mà luyện một tí đi. Rồi, con Forest Dress này 5 plus nó các bạn ơi. Ok, rính thôi. Ở đây nó có một em Finneon Shiny nè. Mình đang luyện cấp thì nó xuất hiện các bạn ơi. Ra bắt nó liền. Shiny Finneon. Đây rồi các bạn ơi. Wow, nhìn nó khá là đẹp ha. Nhìn cái màu nó kìa. Đó, bắt nó lẹ luôn bằng Whip Ball nha các bạn. À, bằng Dive Ball đi. Dive Ball luôn cũng được. Tại vì nó đang ở dưới nước mà. Cố lên, cố lên. Dive Ball. Thành công. Yes. Đó, mình lại trở lại cái hội quán để mà luyện cấp tiếp thôi. Đây, trở lại hội quán và luyện cấp tiếp. Tự nhiên đang luyện cấp có mấy con nó xuất hiện à. Khá là vui. Chúng ta lại tiếp tục. Mày nè. Học được Metal Sound hả? Tại skill đó nó không có Automize nữa. Metal Sound nó không có gây nhiều sát thương á, nên mình không có học đâu các bạn à. Rồi, lên được rồi. Tự nhiên tôi đang đứng từ xa mà sao tôi bị nhảy tới chỗ này luôn vậy? Kỳ cục quá à. Tiếp tục các bạn ơi. Oh.
Và cái con clan của mình nó đang tiến hóa rồi nè. Nãy giờ thì mình mới để ý bạn à, mãi tập trung luyện cấp quá. Đây, clan của mình nó sẽ tiến hóa khi nó đạt cấp 49 nha các bạn. Để mình coi tiếp theo nó sẽ lên cái con gì đây. Đây là em ba bánh răng luôn đó. Hồi nãy nó chỉ có một hai cái bánh răng thôi. Cấp thứ hai là ba bánh răng, và cấp thứ ba nó sẽ lên con gì đây. Wow, nó có thêm hai cái bánh răng ở dưới nữa các bạn ơi. Đây là Clinland. Nó hợp tên của hai con lại luôn. Wow, khá là xịn. Nó hợp tên của cấp 1 với cấp 2 lại luôn nè. Ba bánh răng. Lần này thì nó thành 5 bánh răng luôn rồi các bạn à. Đó, nhìn nó quay nè. Đó, nó còn một cái vòng ở dưới nữa chứ. Quá đã luôn. Trời ơi, nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Ok, mình sẽ tiếp tục mình luyện cấp nữa nha. Đó. Quá xịn rồi. Và cái cấp 3 là cái cấp độ max rồi đó các bạn à. Nó sẽ không tiến hóa nữa đâu. Cling lang là hết rồi đó. Quá ổn luôn rồi, còn gì nữa. Đó, gọn trơn. Tiếp tục mình sẽ đứng đây mà luyện cấp một xíu nữa nha các bạn. Hay da, nãy giờ mình đang cố luyện cấp cho cái con Poniac các bạn à. Ôi ôi, nó lâu tiến hóa vãi chưởng luôn. Nó cũng như cái con clan đó các bạn à. Poniac này thì nó cần đạt level 52. Còn Kling Clan hồi nãy thì nó chỉ đạt level 49 là tiến hóa thôi. Thì con Poniac này á, mình đã có cái dạng tiến hóa cấp 2 của nó rồi. Nhưng mà trong cái tập trước á, mình có bắt một con Shiny các bạn à. Nó màu xanh, nó mất nó màu xanh dương. Nên tập hôm nay mình muốn tiến hóa nó luôn. Để mình coi nó sẽ lên cái màu gì đây. Và đây rồi các bạn ơi. Poniac của chúng ta nó đang tiến hóa đó nè. Đây, con màu xanh dương đấy các bạn ơi. Ôi ôi, rất đẹp luôn ha. Wow, cái màu này nó cũng đẹp. Không kém gì cái màu đỏ luôn. Và nó đã lên con Pitch Shark nha các bạn. Nhìn con này nó cực kỳ là sắc bén luôn nè. Mình cũng còn một cái con nữa. Đó, để mình cho các bạn coi luôn. Đâu rồi, Pitch Shark. Đây, mình đã có nó rồi. Đó. Và nó là cái con thường mà các bạn à. Nó có màu đỏ. Shiny thì có màu xanh dương. Ôi ôi, rất là đẹp luôn. Đó, xịn chưa. Đây, hai con nó đây các bạn à. Pitch Shark. Ui, con này có vẻ cao hơn cái con màu đỏ ha. Con Shiny cao hơn cái con thường. Chắc kích thước nó hơn một xíu đó các bạn à. Nó giơ tay ra kìa. Quá xịn luôn. Ok, thế là được rồi. Bây giờ chúng ta đi về nhà và ngủ một phát thôi các bạn à. Đi về nhà ngủ một phát thôi. Ta-la. Luyện nãy giờ từ sáng tới tối luôn đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy đâu rồi cái orb nè. Và một cái Firestone. Để mà tạo một cái viên ngọc của viên ngọc hệ lửa nha các bạn. Đó. Viên này chúng ta có thể luyện cho nó đầy với 375 cái con Pokemon khác nha. Đó. Để trước tiên mình lấy một cái đâu rồi một cái Argonite. Đây nó đây các bạn à, viên đá mega của Aron ra và tiến hóa mega nó cho các bạn coi nha. Thì mình nói cái viên ngọc hệ lửa hồi nãy á, chúng ta chỉ còn đánh bại 375 con Pokemon khác, đó là cái viên ngọc đó nó sẽ được sạc đầy với các bạn. Và chúng ta có thể triệu hồi một trong ba em chim thần, đó chính là Moltres nha. Ok. Thì trong tập hôm nay mình sẽ tiến hành mình luyện viên ngọc này luôn. Cố gắng mà mình luyện thôi. Còn đây là cái dạng tiến hóa của Aron nè các bạn. Nhìn nó màu trắng đen, nó phân biệt ra rất là rõ rệt luôn nè. Chạy thì khá là nhanh luôn. Wow, xịn nha các bạn. Các bạn thấy không, tiến hóa Mega nhìn nó bự nè. Khá là gai góc luôn. Mình rất là thích Mega của cái con Aron này. Để mình cho nó một skill đi. Chúng ta sẽ test trước. Cũng như là tiến hành luyện cho nó đầy cái viên ngọc đó luôn. Ok. Nhìn nó đẹp lắm các bạn. Ôi ơi. Nếu bạn thấy đẹp thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình nha. Khá xịn. Khá xịn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây và tiến hành để mình chọn ra cái đội hình thích hợp cái đã. Chúng ta sẽ lấy ra một cái đội hình thích hợp coi. Rồi, trước tiên thì mình
còn một con hệ thép nữa trong tập ngày hôm nay mà chưa tiến hóa. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi tiến hóa nó luôn nha. Chúng ta sẽ đi qua cái vùng Extreme Hill, cái vùng đồi núi này để mà tiến hóa nó. Đó là con No Spot nha các bạn. Ồ, phải tiến hóa tại cái vùng này thì nó mới được nha. Đó, cho nó lên cấp thì nó sẽ tiến hóa thôi. Nhưng mà phải đúng là cái vùng Extreme Hill nha các bạn. Wow, khá là xịn ha. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Wow, nó có râu kìa bạn ơi, và có cái nón ở trên đầu luôn. Đây là Robobus nha. Wow, cởi được nhưng mà không bay được nè. Nó có cả mấy cái con gì gì đó, nhìn khá là giống con chim các bạn à. Ồ, nó có 3 cục luôn hả. Ồ, quay vòng vòng nhìn rất là đẹp luôn. À, dưới kia có một con boss Hitmonchan kìa. Để mình xuống mình đánh bại nó luôn nha. Hả, à, phút 3 của chúng ta nó bị thu nhỏ rồi. Mình cho nó mở khóa sức mạnh cho nó các bạn à. Lâu lâu nó bị vậy đó. Nói chung là tầm 3 ngày trong Minecraft á thì nó sẽ về lại cái hình dáng nhỏ bên của Hoopa lại các bạn à. Wow, Hitmonchan này ui mạnh quá vậy. Mày mạnh hả con, cho mày chết luôn. Nó cho mình mấy cái keep side parry nè. Nhưng mà mình sẽ không có lấy đâu, mình đủ rồi. Đó là cái em hệ thép cuối cùng trong tập ngày hôm nay. Đó, và mình đã đủ hệ thép luôn rồi nha các bạn. Viên op của chúng ta còn 373 con nữa là đầy đó. Bây giờ mình sẽ chọn một cái đội hình thích hợp để mà đi đánh một cái hội quán nha các bạn. Thì tập hôm nay mình sẽ kết hợp luôn, đó chính là đi đánh một trong những cái hội quán để mà giành huy hiệu các bạn ơi. Đó chính là hội quán hệ đá nha. Đó, Rock Gym. Đây, và chúng ta sẽ chọn cái đội hình thích hợp đi. Ở đây thì mình sẽ lấy thêm em gì đây. Đây có con Sonic nè, Sonic cấp 100 luôn. Mình sẽ lấy nó ra luôn nha các bạn. Sonic cũng khá là tốt ha. Ok, để mình coi. Chúng ta còn con gì nữa không ta? Ôi ôi, sao mình có nhiều Pokemon đó vậy? Quá chừng luôn, trời ơi, rất là nhiều các bạn ơi. Kẹo dẻo thì mới cấp 51 thôi, khá là nhỏ. Chúng ta sẽ không lấy mấy con đó đâu, để mình kiểm tra một lần nữa các bạn à. Venusaur mới cấp 35 thôi, không được rồi. Một đống Greninja hồi nãy luôn. Đây, chắc mình sẽ lấy một con huyền thoại ra nữa đi các bạn à. Đây, đó chính là con Mesric này nha. Chúng ta sẽ lấy con Mesric ra luôn các bạn ơi. Vitini với Celebi thì cấp khá là thấp, nhưng mà Mesric thì cấp 94 luôn đó. Đó, lấy nó ra chơi luôn. Ok, rồi, để mình coi thử cái hội quán này Pokemon level tầm bao nhiêu. Đây, chúng ta sẽ đi vào và đánh cái hội quán này luôn nha các bạn. Thì mình sẽ hạn chế sử dụng cái lệnh Pokéheal nha. Có thể mình sẽ không sử dụng luôn. Wow, chào mừng đến hội quán Rock Gym hả? Gì, chủ hội quán của chúng tôi sẽ làm bạn thất bại. Ôi ơi, thì bạn nghĩ nó xong rồi nhưng mà trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Wow, ghê quá vậy. Vô các bạn ơi. Kosola, con này mới cấp 33 thôi. Vậy đây là một cái hội quán khá là dởm. Rồi, với cái hội quán này thì chúng ta sẽ qua rất là nhanh luôn. Đây là con Onix. Oh my gosh, sao họ có con này vậy? Wow, con này cực kỳ khó tìm luôn các bạn ơi. Onix, con rắn đá các bạn ơi. Trời ơi, có luôn hả? Ghê quá ta. Wow, và đây là Pokemon cổ đại các bạn à. Archens, Pokemon hóa thạch chứ. Xài skill nãy giờ mà không thành công. Nhưng mà cũng không sao, mấy hôm nay mới cấp 30 mấy thôi các bạn à. Vậy là mình hiểu cái hội quán này rồi. Hội quán này được một cái là rất là đông người các bạn ơi. Tuy yếu nhưng mà rất là đông người luôn. Ok, Bundo nó liền. Tiếp tục các bạn ơi. Pubista hả? Ây da, sao tôi rớt xuống nước rồi. Leo lên lại ngay. Ây da, còn Ziget. Đâu rồi, cho nó lên đây để mình leo lên các bạn à. Đi vậy cho nó chắc. Ok, hội quán này nó đông thật. Quá là đông người luôn. Cái con Sonrock nè. Đá mặt trời hả?
mày nè con. Ui, có một con Pokemon thôi, yếu quá vậy. Ha, à, lại là Bulbista. Trời, mấy con này thì không thành vấn đề với mình các bạn ơi. Wow, Delsit và Metric nó nhận được khá là nhiều kinh nghiệm. Và như hồi nãy có một con gì đó lên cấp các bạn ơi. Lên cấp nó tăng sĩ số rất là nhiều luôn. Hôm nay có con Lunastone luôn nè. Bastiodon luôn, cũng là một trong những Pokemon hóa thạch. Và nó mới sử dụng skill gì với mình đấy. Sudo Wudo hả mày, chết mày luôn nha. Đây. Rambados hả? Wow, cũng là một Pokemon hóa thạch luôn. Có vẻ đây là và mấy ông này mặc đồ khá là giống mấy người đi đào mỏ bạn ơi. Đây là cũng là Kitsuga luôn, Pokemon hóa thạch rất là nhiều luôn ha. Cũng khá là đúng ha, tại vì người ta chủ yếu là người đi đào mỏ nè. Hiệp hội những thanh niên đào mỏ tập trung lại để mà tạo cái hội quán đúng không? Đây rồi các bạn ơi. Onyx. Một trong những con Pokemon mình rất là muốn tìm kiếm đây nè. Wow, khá xịn ha. Sudo Udo của nó mình có luôn rồi. Raihin hả? Con này tôi cũng có luôn. Ây da. Gọn trơn các bạn ơi. Cái hội quán này nhiều người nha. Sao thợ mỏ ở đâu mà nhiều quá vậy? Len lỏi trong đây có một ông cái ông đội trưởng thợ mỏ phải không? Mặc đồ vàng này nè. Ok, mấy ông này thì không thành vấn đề với mình đó các bạn ạ. Trận chiến này mình sẽ không cần dùng lệnh Pokéheo luôn nha. Đó là thử thách của chúng ta. Chớ dùng Pokéheo lạm dụng nó nhiều quá thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Corsola hả? Con đó nhìn khá là giống san hô các bạn ơi. Chưa tới luôn, nãy giờ chưa tới chủ hội quán các bạn ơi. Rất là đông nhân công ở đây luôn. Không nào mỏ đâu nhiều quá ta. Trời ơi, có nào chủ hội quán này là người chủ rồi thuê mấy cái ông đào mỏ này về không ta? Giống dám là như vậy lắm đó nha. Wow, các bạn thấy không, đường ray rất là nhiều luôn. Để mình coi con đeo xích nó đang ở dạng nào. Dạng này cũng được các bạn ơi. Mình khá là khó để mà phân biệt hai dạng đó chính là Speed và Attack. Mình hay quên cái hình dạng của tụi nó. Wow, các bạn thấy không, skill Hyper Beam á, nó phát ra cái, đúng là cái tên gọi luôn á, tia sáng hủy diệt các bạn à. Ti hủy diệt, Hyper Beam. Các bạn coi một lần nữa nè, Hyper Beam đó. Ây da, sao không trúng vậy? Rồi làm lại một lần nữa coi nè, Hyper Beam. Nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Ây da, con Corsola này nữa hả? Mày nè con. Quá sướng các bạn ơi. Hội quán này đông người thật sự luôn. Ôi, nãy giờ tôi luyện tới bao nhiêu người luôn rồi đó. Lyrin hả? Cái con tôi vừa mới tiến hóa đây nè. Wow, thì thường thì mấy cái con mấy cái con Pokemon mà thuộc hệ đá các bạn ạ, nó hay có một cái skill nội tại, đó chính là còn lại một máu. Nó hay gây khó dễ cho chúng ta rất là nhiều luôn đó. Đây, Raihin nữa nè. Wow, may quá con này không có nội tại. Bastiodon. Skill đó mà không đủ gây sát thương để cho nó chết luôn hả? Ghê quá vậy. Confusion nó một xíu nữa. Gây hỗn loạn các bạn à. Wow. Rồi, chúng ta đang lên tầng mới rồi các bạn ơi. Có khá là nhiều ông mặc đồ vàng ở đây rồi nè. Onyx nè. Con rắn khá là đẹp các bạn à. Đó, các bạn thấy không, nó còn nội tại một máu rồi xong nó hồi máu lên lại luôn kìa. Ok, cuối cùng cũng qua. Rambados hả? Omanis luôn hả? Rất là nhiều Pokemon cổ đại ở đây. Và một vài Pokemon hệ đá mà hiếm nữa chứ. Tiếp theo là màn trình diễn của Sonic các bạn à. Sonic. Sonic ra trận nào. Nãy giờ mình đều cho tất cả các Pokemon của mình trình diễn hết khả năng luôn đó. Mày nè con. Đây, skill hệ tiên này mày, giỡn hả? Wow, ở đây khá là rắc rối bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Wow, cái hội quán đông người thật sự luôn. Anorith nè. Chết nó rồi.
Sudowoodo. Ô con này cũng còn nội tại một máu nữa các bạn nè. May nè con. Rồi, thí sinh tiếp theo. Mày hả mày? Ui, nó vẫn còn nội tại. Ôi, cay thật sự luôn. Mày nội tại nữa đi. Rồi, cuối cùng cũng xong. Ôi, chúng ta gặp hai ông nữa các bạn ơi. Và hình như không phải hai ông đâu, một nùi ông luôn. Ôi, ôi, đông quá chân đông. Đó, bên đây một ông nữa nè. Lần này thì cho Sonic ra tiếp tục nha các bạn. Ô, ông này lại có con rắn đá nữa. Wow. Rắn đá thì một hit thôi. Ây da, nó boost cái gì kìa các bạn ơi. Không sao cả. À, Achen hả? Mày hả Achen? À, Robobus. Cái con mà mình mới tiến hóa hồi nãy nè. Khá xịn ha. Và đây thì hết đường rồi. Ô, và đây là đường lên đây rồi. Đây. Ôi, cái ông cuối cùng ở đây đúng không? Aldress nó một phát liền. Achen luôn hả? Hai con Achen luôn. Và chúng ta cũng đã xong được. Ôi ôi, mấy cái ông ở dưới rồi. Bây giờ là lên tầng trên các bạn ơi. Và đây là chủ hội quán hệ đá nha các bạn. Để mình kiếm đường mình leo lên coi. Đây, chủ hội quán. Ồ, khá là xịn ha. Từ đây mát mẻ quá ha. Trời, mới cấp 34 hả? Không thành vấn đề anh em ơi. Thôi mình sẽ đánh hội quán này mà không cần bố cái heo luôn nha. Ây da, Bastiodon. Speed nó cao hơn mình hả? Hay mà mình đánh hụt vậy? Có vẻ là mình đánh hụt rồi các bạn à. Rồi để mình cho nó một skill đào đi. Nha, vẫn không được. Phải chuyển qua Sonic mới được. À mình hiểu rồi, những cái skill như hồi nãy á. Cái skill hệ đất thì nó không gây sát thương. Trời ơi, nó gây sát thương là bằng không đấy các bạn à. Tức là có thi triển skill nhưng mà nó gây sát thương là bằng không. Ồ, các bạn mình cầm Z-Gate vào đây là sai lầm rồi. À, Robobus hả? Mày hả con? Wow, chết nó ngay. Hai con rồi bạn ơi, còn bốn con nữa thôi. Relikin, đây cũng là một cái con khá là hiếm đây. Wow, khá là giống cái con cá vây tay nha các bạn. Rồi, Pondor. Onix luôn hả? Cũng là một cái con rất là hiếm đây nè. Robobus, một máu. Và con cuối cùng là Lilith. May hả con? Cuối cùng chúng ta cũng đã đánh bại xong ông chủ hồi bán này rồi. Và mình được Stone Edge và cái Powder Badge nha các bạn. Đó, một skill và một cái huy hiệu. Chúng ta sẽ có cái huy hiệu này vào. Xịn chưa, xịn chưa. Đó, để mình cất vào đây đi. Mấy cái ba lô kia nó đều full đồ hết rồi. Ồ, lần này mấy bô cá heo nè. Xong luôn rồi. Hồi bán này còn cái gì đặc biệt nữa không? Wow, trên này nhìn xuống cũng đã quá ha. Ồ, dưới kia có con Blitzo kìa. Ok, thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã thực hiện xong thử thách về những Pokemon hệ thép, cũng như là đánh bại xong ông chủ hội quán hệ đá rồi nha. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Ngoài ra nhớ ấn like fanpage của mình để biết thêm nhiều thông tin nữa về lịch ra video nha các bạn. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.